Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được đến với lời của Chúa trong thời gian này. Praise the Lord that we have the opportunity to come into the word of the Lord. Tiếp tục trong chủ đề của sự bứt phá. To continue through our theme of breakthrough. Chúng tôi mời anh chị em chúng ta ngày hôm nay cùng suy nghĩ đức tin, chìa khóa của phép lạ và bứt phá. So this morning I invite you to ponder with me the subject of faith, which is the key to our miracle and breakthrough. Đức Chúa Giêsu cho chúng ta chìa khóa để mở mọi việc chúng ta có ở trong đức tin. Jesus gives us the key to unlock everything that we have in our faith. Theo như trong sách Tin Lành theo Thánh Mát ở trong chương 5, bắt đầu từ câu 25, chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi về một người đàn bà 2000 năm trước đã có được chìa khóa để mở mọi lời hứa của Đức Chúa Trời. In the Gospel according to Mark, we're going to look at chapter 5 verse 25 as we learn together about a woman 2000 years ago who had the key to unlock all of God's promises. Bà có chiếc chìa khóa của đức tin. She had the key of faith. Mark chương 5 từ câu 25 cho đến câu 34 ghi lại cho chúng ta. So the word of the Lord tells us in Mark chapter 5 verse 25 through 34. Và tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Bấy lâu nay chịu khổ sở trong tay của nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet insisted of getting better. Instead of getting better, she grew worse. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Vì người nói rằng nếu ta chỉ rờ đến áo của Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn xây lại giữa đám đông mà hỏi rằng ai đã rờ áo ta? At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Môn đồ thưa rằng, thầy thấy đám đông lấn ép thầy, thầy còn hỏi rằng ai rờ đến ta? You see the people crowding against you, his disciples answered, and yet you ask, "Who touched me?" Ngài nhìn chung quanh mình để xem người đã làm điều đó. But Jesus kept looking around to see who had done it. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài và tỏ hết tình thật. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, trembling with fear, told him the whole truth. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Anh chị em, ước ao lớn nhất của con cái của Chúa đó là chúng ta kinh nghiệm được phép lạ, thấy tay Chúa Ngài hành động ở trên đời sống của mình. The greatest desire of every believer is to experience miracles and see the hand of God moving in their lives. Và chúng ta cũng thấy rằng Chúa Ngài cho phép những khó khăn, thách thức xảy ra để trui luyện đức tin của chúng ta. We also see that God allows challenges or difficulties to come our way to hone our faith. Mỗi thách thức ở trên đời sống của một tín nhân là một diễn đàn để chúng ta kinh nghiệm một sự bứt phá trong đời sống. But every challenge that comes our way is actually a platform to experience the breakthroughs and the miracles of God. Mỗi cơn thử thách và một con cái của Chúa trải qua không khác gì hơn là sự thử nghiệm của đức tin. Every trial that a child of God goes through is nothing more than a test of faith. Ở trong Sáng Thế Ký chương 22 câu 1 ghi lại cho chúng ta. When we look in Genesis chapter 22 verse 1, the word of the Lord says. Khi mọi việc đã xong thì Đức Chúa Trời thử Abraham, Ngài phán rằng: Hỡi Abraham, người thưa rằng có tôi đây. Now it came to pass after all these things that God tested Abraham, and he said to him, Abraham, and he said, Here I am. Chúng ta để ý tới đây Đức Chúa Trời thử Abraham. When we look at this scripture, we can see that God tested Abraham. Và Gia Cơ chương 1 câu số 2 cũng nói về một bức ảnh khác. And when we look at James chapter 1 verse 2, it tells us of another way. Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Chúng ta thấy tại đây lời của Chúa nhấn mạnh là hãy xem cái sự thử thách trăm bề thoạt đến chúng ta như là điều vui mừng trọn vẹn. The word of the Lord tells us here that whenever we encounter trials or challenges, it's actually supposed to be counted for joy in our lives. Và chúng ta biết rằng những thử thách nó không thể đem lại cho chúng ta niềm vui, nhưng chính cái kết quả của cái sự thử thách này sẽ cho chúng ta một niềm vui vì chúng ta được kinh nghiệm Chúa tốt hơn. Now we know that the challenge itself, the trial, the difficulty itself does not bring joy to us, but the end result after the Lord has brought us through it, that is the joy. Chúa cho phép thử thách thử nghiệm đến không phải trừng phạt chúng ta, nhưng mà để chúng ta có thể kinh nghiệm phước hạnh của Chúa. God doesn't allow these challenges or trials to come or tests to come as a punishment, but he wants it to be a platform for us to experience his presence and his blessings. Kinh Thánh khuyến khích chúng ta coi sự thử thách trăm bề thoạt đến như là điều vui mừng. The Bible tells us to consider all of these challenges like joy in our lives. Cho anh chị em, cho tôi nhấn mạnh mỗi con cái của Chúa đều là đối tượng của phép lạ và sự bứt phá. So my brothers and sisters, let me emphasize to you that as a believer, every child of God is a subject of God's blessing, miracles and breakthroughs. Như chúng ta thấy, vua Cyrus được gọi, được sức giàu, được Chúa Ngài đi trước để bứt phá và những ngăn trở để ông và dân tộc của ông có thể được thế giới biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời, ngoài Ngài không có thần nào khác. As we look in Scripture and have been studying about King Cyrus, we know that he was called, he was anointed, and God went before him to break through the obstacles that he, his people, and the whole world would face, so that the world would know that Jehovah is God, and beside him there was no other God. Chúng ta kinh nghiệm phép lạ theo mức độ công tác Chúa giao cũng như là hoàn cảnh chúng ta đối diện. We as children of God get to experience miracles according to the level of work by which God entrusts us with and the circumstances that we face. Phép lạ của sự bứt phá không xảy ra qua việc chúng ta ao ước, nhưng xảy ra cho chúng ta những ai tin. The miracle of breakthrough doesn't really happen because we wish for it to happen, but it happens to those who believe in faith. Mark chương 9 câu số 23 lời Chúa Giêsu phán. Mark chapter 9 verse 23 Jesus says. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Sao ngươi nói nếu thầy làm được, kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả." Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Và Đức Chúa Giêsu nói trong Matthew chương 16 câu số 19. And Jesus Christ says in Matthew chapter 16 verse 19. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. Hãy điều gì mà các ngươi buộc ở dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà các ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ mở trên trời. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loosen on earth will be loosed in heaven. Đây chúng ta thấy Chúa Ngài giao chìa khóa nước trời cho chúng ta. Here we see that God gives us the keys to the kingdom of heaven. Chìa khóa cho chúng ta quyền để đi ra đi vào. The keys give us access to go in and out. Và chìa khóa cũng cho chúng ta cái chủ quyền, cái thẩm quyền trên sự việc ở trên hoàn cảnh. And the key also gives us authority over our circumstances. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây chìa khóa chỉ có giá trị khi chúng ta sử dụng nó. But the value of the key is only valuable. The key is only valuable when we actually use it. Chìa khóa mà chúng ta thấy tại đây nói đến đức tin của chúng ta. The key that we're talking about today is our faith. Cho nên nếu đức tin là chìa khóa thì người tin Chúa có quyền để đi ra đi vào, thẩm quyền trên những việc thiêng liêng. So if faith is the key, then it's through our faith that we have access to be able to go in and out through the supernatural things. Anh chị em, chúng ta cần hiểu rằng đức tin rất là quan trọng cho đời sống của chúng ta, bởi vì chỉ bởi qua đức tin chúng ta có thể vào được những điều của Chúa hứa. We as believers, it's very important for us to understand that our faith is the key. It's only through our faith that we can step into the promises that God has for us. Và Hebrews chương 11 câu 6 lời của Chúa dạy. And in Hebrews chapter 11 verse 6 the word of the Lord says. Vả không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Hebrews chapter 11 verse 6. And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. Cho nên hiểu biết đức tin hoạt động như thế nào sẽ giúp cho chúng ta có một đời sống thành công trong Chúa. So understanding how faith works will help us to be successful in our walk with God. Trước nhất chúng ta định nghĩa đức tin là gì? First of all we have to define what is faith. Đức tin là sự biết chắc vững vàng của điều mình đang trông mong. Faith is, according to Hebrews chapter 1 verse 1, it's being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Đức tin là sự biết chắc vững vàng, như vậy chúng ta thấy rằng đó là điều mà chúng ta chắc chắn và cho những điều chúng ta đang trông mong. As we see that faith is being sure of what we hope for, we have to understand that we have to have that hope for the things that we cannot see before us. Đức tin là bằng cớ của những gì mình chưa thấy. Faith is the evidence of what we have not seen with our own eyes. Mắt của chúng ta chưa thấy nhưng mà chúng ta biết rằng cái bằng chứng của nó, bằng cớ của nó đã có, bởi vì đức tin của chúng ta đã thấy điều đó. Although we cannot see what we're asking for in faith with our natural eyes, we are assured that it is there through our faith. Và chúng ta cũng biết rằng đức tin đến dựa trên những điều chúng ta nghe. And faith also comes by what we hear. Và đức tin là tin chắc lời của Đức Chúa Trời lúc nào cũng trỗi cao, bền chắc hơn những sự thật ở trên thế gian này. And we know that through our faith that the word of God soars higher than any challenges or difficulties that we can face here on earth. Và chúng ta thấy đức tin của người đàn bà bị bệnh mất huyết này bày tỏ ra cho chúng ta thấy bốn cái định nghĩa này của đức tin của chúng ta. And we see here when we read out of Mark chapter 5, when we look about this woman with the issue of blood, we can see how her faith brought about her miracle, and there's four things that we can learn from this. Và bây giờ chúng ta xem thế nào người đàn bà bị bệnh mất huyết này ứng dụng đức tin ở trong hoàn cảnh của bà. So now let's look into see how the woman with the issue of blood operated in her faith for her healing. Chúng ta trở lại với Mark chương 5 câu 25 đến 29. Let's return to Mark chapter 5 verse 25. Và tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. Now a certain woman who had an issue of blood for 12 years. Bấy lâu chịu khổ sở trong tay của nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. She had suffered many things from many physicians and she spent all that she had and was no better, but rather she grew worse. Câu 27, người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu, bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài. Now verse 27, when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Vì người nói rằng nếu ta chỉ rờ đến áo của Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Cô mụ ấy huyết lậu liền cầm lại, người nghe trong mình đã được lành bệnh. Verse 29, immediately the fountain of blood was dried up and she felt in her body that she was healed of the affliction. Anh chị em, cái thách thức lớn nhất cho cơ đốc nhân đó là làm thế nào để chúng ta có thể liên kết lời của Đức Chúa Trời vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. The greatest challenge for a believer is how do you apply the word of God into your daily life. Vì chúng ta thấy rằng mình khó để ứng dụng lời Chúa vào trong cuộc sống mỗi ngày. Because sometimes it can be difficult to apply the word of God. Và tại đây chúng ta học theo gương của người đàn bà này và chúng ta thấy chúng ta nắm bắt chìa khóa của đức tin để mở những công việc quyền năng của Đức Chúa Trời như thế nào. But here we can see the example that the woman with the issue of blood gives us, and we can grab hold of the keys to faith that will unlock the breakthrough. Chúng ta thấy bước thứ nhất đó là công nhận bạn cần sự bứt phá. The first thing that we have to do is admit that we actually need a breakthrough. Câu 25 nói rằng vả tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. Verse 25 tells us now there was a woman with the issue of blood for 12 years. Bài học mà Đức Thánh Linh muốn chúng ta học ở tại đây đó là thời gian không giới hạn được Đức Chúa Trời. The lesson that we can learn from this is that time doesn't limit God. Chúng ta thấy rằng con người chúng ta được đặt vào ở trong thời gian để đời sống của chúng ta có ý nghĩa. We are placed in this midst of time so that our life can have purpose and meaning. Khi chúng ta thất bại trong việc đạt được kết quả trong cái thì giờ chú định cho đời sống của chúng ta trên đất, đời sống chúng ta không có ý nghĩa. Whenever we are unable to accomplish the destiny for which we were created during this time that we have on this earth, that is when we see that our life does not have meaning and purpose. Như chúng ta thấy ở trong một trận đấu bóng. As we look upon, and we can take the example of a basketball game. Và chúng ta thấy rằng khi còi lệnh bắt đầu, whenever the whistle blows and the game starts, thì thời gian bắt đầu. Then the timer starts to begin running. Và khi còi báo cho biết rằng đã hết giờ. And whenever the whistles blow, they let us know when the time is up. Thì chúng ta thấy rằng từ lúc bắt đầu cho đến lúc hết giờ, tất cả những trái bóng đã được ném vào trong rổ mới được tính điểm của nó. So in that, let's say when we look at a quarter of a basketball game and the timer, from the moment that the timer begins to the moment that the timer ends, all of the baskets are then counted. Như chúng ta thấy rằng trước giờ đấu thì chúng ta thấy rằng để làm nóng thì đội các cầu thủ, các vận động viên chúng ta thấy rằng họ ném rất là nhiều trái banh vào trong rổ nhưng nó không tính vì giờ chưa bắt đầu. Because when we look at the warm up that's before the game actually starts and the basketball players are all shooting their hoops, we recognize that those baskets don't count. Và chúng ta thấy luôn cả khi trái banh nó sắp sửa rời tay nhưng nếu tiếng còi nó báo trước khi trái banh rời khỏi tay một cầu thủ thì trái banh cuối cùng đó cũng không được đếm. And if you're familiar with basketball, you know that whenever the final buzzer goes off, that if the ball has not left the basketball player's hand, even if he makes that basket, he or she, then that basket doesn't count. Và chúng ta thấy đó lý do tại sao Đức Chúa Trời Ngài đặt đời sống của chúng ta ở trong thời gian để chúng ta có một cái ý nghĩa vì chúng ta làm đúng những công việc trong thời gian mà Chúa Ngài ban cho. In the same way, as we look at this example or analogy with basketball, God places us on this earth for a specific amount of time to accomplish specific tasks. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì Ngài không bị giới hạn bởi thời gian. But God himself is not limited by time. Và tại đây chúng ta thấy rằng bệnh kéo dài 12 năm không giới hạn được Chúa. And with this woman with the issue of blood, the 12 years that she suffered, this was not an issue that God faced with time. Và chúng ta thấy ở tại đây khi đối với chúng ta 12 năm đó là rất là dài cho một người bị bệnh. To mankind, 12 years is a very long time. Nhưng mà đối với Chúa thì thời gian không có là vấn đề cho Ngài. Time is not an issue. Cho nên chúng ta thấy 12 năm hay là 1 năm Chúa vẫn có thể chữa lành. So whether it's 12 years or 1 year, God can still heal. Bước thứ hai chúng ta thấy tại đây đó là xác định cái lĩnh vực nào trong đời sống bạn cần được bứt phá. The second thing that we need to see here is that we have to determine which areas in our life need a breakthrough. Bước thứ nhất chúng ta công nhận chúng ta cần sự bứt phá. The first step, like I said, is that we have to admit that we need a breakthrough. Và bước thứ hai thì chúng ta xác định cái lĩnh vực nào trong đời sống chúng ta cần được bứt phá. But then the second step is to determine the specific area in which we need breakthrough. Câu 26 cho chúng ta thấy bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc, hao tốn hết tiền của mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng nặng thêm. When we refer to Mark chapter 5 verse 26, it says, she had suffered many things from many physicians. She had spent all that she had and was no better, but rather she grew worse. Điều mà chúng ta học được tại đây đó là đồng tiền nhiều khi không giải quyết được nan đề của chúng ta. The thing that we can learn from this is that money isn't the solution to our problems. Có những khó khăn ở trong đời sống mà tiền không giải quyết được. There's challenges that we can face that money doesn't bring about the solution. Kết quả lâu dài và mỹ mãn chỉ có thể tìm được ở trong Đức Chúa Trời. The only way that we can persevere through our tribulations is through Christ. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta người đàn bà này bị bệnh rong huyết trầm trọng mỗi ngày một tệ hơn. The Bible tells us that this woman who suffered for 12 years with the issue of blood, every day it continued to get worse. Và chúng ta thấy rằng bởi vì các thầy thuốc không thể chữa trị cho bà. And the physicians could not cure her. Và nhiều khi tiền bạc cũng không giải quyết được nan đề của chúng ta. And even so here it goes to show us that even if we have all the money in the world to pay physicians, it cannot bring healing to us. Câu 27 chúng ta thấy người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo của Ngài. Look at Mark 5 verse 27. It says, when the woman, when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Xin Chúa giúp và chúng ta cũng cần học để trong lúc hoàn cảnh thật khó khăn, chúng ta có thể nghe được đức tin của chúng ta được vững mạnh bởi những gì chúng ta nghe được về Chúa. May the Lord help us so that when we face challenges and trials, that our faith stands strong so that we can hear the voice of God guiding us through to the solution. Những gì chúng ta liên tục nghe có tiềm năng để điều khiển con người của chúng ta. Whatever we listen to, whatever we're hearing has a potential to help us. Cho nên rất là quan trọng chúng ta hãy cẩn thận những điều chúng ta nghe. So it's very important that we be careful what we listen to. Mark chương 4 câu 24 Chúa Giêsu dạy. Mark chapter 4 verse 24, the word of the Lord teaches us. Ngài lại phán rằng hãy cẩn thận về điều mình nghe. Người ta sẽ đong cho các ngươi bằng lường mà các ngươi đã đong cho và thêm vào đó nữa. In NIV, consider carefully what you hear, he continued. With the measure you use, it will be measured to you and even more. Chúng ta thấy tại đây lời Chúa nhấn mạnh rằng hãy cẩn thận về điều mình nghe. Here the word of the Lord tells us to be careful to what we hear. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cẩn thận về điều chúng ta nghe. Jesus Christ himself is telling us to be careful what we listen to. Và chúng ta biết rằng khi chúng ta nghe một cái nguồn tin. And we know that whenever we hear news, thì điều đó có thể làm cho chúng ta chùn bước. That can cause us to stumble. Nhưng mà khi chúng ta nghe những cái tiếng nói đúng. But whenever we hear words that are good, correct. Chúng ta có thể thêm sức mạnh để chúng ta có thể tấn tới ở trong ơn Chúa. We can be encouraged and strengthened to persevere and move forward in the Lord. Và chúng ta thấy trong các quan sát chương 7 câu 10 cho đến câu số 11. Let's look at Judges chapter 7 verse 10 through 11. Chúa Ngài nói với Gideon như thế này. God is speaking to Gideon. Còn nếu ngươi sợ hãm nó thì hãy đi xuống với Pura đầy tớ ngươi. Ngươi sẽ nghe điều chúng nó nói, rồi ngươi sẽ cảm biết rằng mình có sức mạnh mà hãm dinh chúng nó. Vậy Gideon đi xuống cùng Pura đầy tớ mình đến gần nơi lính canh ở đầu dinh. Judges chapter 7 beginning with verse 10. If you are afraid to attack, go down to the camp with your servant Pura and listen to what they are saying. Afterward, you will be encouraged to attack the camp. So he and Pura his servant went down to the outposts of the camp. Và chúng ta biết rằng khi họ đến nơi thì họ nghe được quân lính của kẻ thù đang bàn tán với nhau điều gì. As we continue on in the scripture to read about the word of the Lord, we can see that they went down and they listened to what the Midianites and the Amalekites were saying. Thì chúng ta thấy ở tại đây rằng làm cho họ được khích lệ và sẵn sàng để tấn tới để có thể chiếm đánh dinh của quân thù. And the words that they heard from the Midianites and the Amalekites, their enemies, actually encouraged them to face the battle and defeat their enemy. Cho nên chị em yêu dấu của tôi hãy nghe những điều mà có thể nâng đỡ khích lệ chúng ta. So my brothers and sisters, I encourage you to only listen to the things that will strengthen you and encourage you. Và những lời làm mạnh sức cánh tay của anh chị em và nhắc nhở chúng ta về quyền năng Chúa ban. And the only things that will strengthen your hand, strengthen your walk, things that can build your faith. Cho tôi nhắc nhở anh chị em một lẽ thật hết sức quan trọng này. Let me remind you a very key principle. Đó là cùng một quyền năng đã làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại là Đức Thánh Linh, Ngài đang ở trong chúng ta. The same resurrection power, the same Holy Spirit that caused Jesus Christ to be raised from the dead lives in each and every one of us. Xin Chúa cho điều chúng ta vừa mới nghe khích lệ chúng ta và biết rằng quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta. So may the things that we just heard encourage our heart to know that a great power lives within us, the power of the Holy Spirit. Sau khi nghe về Đức Chúa Giêsu thì người đàn bà này đã tự nghĩ. Whenever this woman with the issue of blood heard about Jesus Christ, she began to think to herself. Câu 28 chép rằng vì người nói rằng nếu ta chỉ rờ đến áo của Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. In verse 28 it says, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Chúng ta thấy người đàn bà này rất là rõ ràng trong ba điều. This woman was very clear in three things. Ai có thể giúp bà? Who is it that would be able to help her? Năng đề của bà là gì? And what her problem was? Và bà muốn thấy được cái kết quả gì? And the third is what result did she want to see happen? Anh chị em phép là và sự bứt phá của chúng ta dính liền với những gì miệng của chúng ta công bố. My brothers and sisters, the miracles and the breakthroughs that we're searching for in Christ are directly connected to the things that we say through our mouths. Bởi vì chúng ta thấy ở tại đây người đàn bà này đã công bố thành lời nhưng mà vẫn còn là ở trong sự suy nghĩ của bà. We see here that this woman, she was saying it out audibly, but it was also in her heart as she was whatever she was thinking. Vì người nói rằng. Because it says, for she said. Nếu ta chỉ rờ đến áo của Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. If only I may touch his clothes, I shall be made well. Chúng ta cần công bố điều chúng ta tin. We have to declare what it is that we have faith for, what we believe in. Thi Thiên 116 câu 10 phần A chép. In Psalm 116 verse 10, the very first part, part A. Tôi tin nên tôi nói. I believed, therefore I spoke. Những điều chúng ta nói cũng rất là quan trọng trong cái cách mà Chúa Ngài đáp ứng lại với chúng ta. Whatever we say is very important when we consider how God will respond to our words. Vì Dân Số Ký chương 14 câu 28 nói. For Numbers chapter 14 verse 28, the word of the Lord tells us. Lời của Chúa nói, hãy nói với dân chúng, Đức Giê-hô-va nói rằng ta chỉ sự sống ta mà thề, ta sẽ đãi các ngươi tùy theo lời ta đã nghe các ngươi nói. Numbers 14:28. So tell them, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very thing I heard you say. Những lời công bố bằng đức tin của chúng ta rất là quan trọng trước mặt Chúa. The declarations that we have by faith are very important to the Lord. Bởi vì Ngài đối đãi với chúng ta tùy theo lời Ngài nghe miệng chúng ta nói. Because He responds according to what we say. Khi chúng ta công bố lời của đức tin, whenever we speak in our faith, thì chúng ta thấy rằng rất là quan trọng để chúng ta có thể nhận được từ nơi Chúa. It's very important because that's the way that we're going to be able to receive from the Lord. Vì khi chúng ta công bố những lời tiêu cực, because whenever we start complaining or grumbling, nói những lời mà chúng ta than vãn ở trong đời sống, talking about negative things in our lives, thì chúng ta không để cho Chúa một cơ sở nào để Ngài hành động. Then we don't give the Lord an opportunity to work and move in our lives. Nhưng mà khi chúng ta công bố những lời của đức tin, but whenever we speak words of faith, thì chúng ta thấy rằng Chúa Ngài có cơ sở để có thể hành động dựa trên đức tin của chúng ta và những điều mà Chúa nghe miệng chúng ta nói. We give God permission to intervene and work according to our declarations. Và bước thứ ba, quyết định sẽ nhờ ai để được giúp đỡ. Now let's look at step 3. The woman had to decide who to reach out to for help. Người đàn bà này đã tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ai có thể giúp đỡ tôi kinh nghiệm sự bứt phá. The woman with the issue of blood was able to find the answer to the question of who was it that was going to be able to help her. Chúng ta thấy sự bắt đầu khi chúng ta đi đến chỗ chúng ta không tự trèo trống nữa, khi chúng ta thấy tuyệt vọng đối với những nỗ lực của mình. We have to get to a place where we understand that we're not struggling in our own flesh, in our own abilities and strength. Và cầu nguyện chính là cách để chúng ta nói. Because prayer is the way that we tell God. Con không thể tự làm được. Here I am, God. I can't do it on my own. Con cần quyền năng từ bên ngoài lớn hơn để đem lại sự bứt phá. I need your almighty power to intervene. Chúng ta thấy ngoài đời cũng có những lời chỉ dẫn chúng ta. We know out in the world there's a lot of sayings or clichés that try to guide us through life. Hãy cố gắng nghĩ một cách tích cực hơn. Some of the things like the power of positive thinking. Cố gắng hơn, nhiệt thành hơn. Try harder, persevere, be more determined. thử làm theo công thức này hay là những bước kia. The world tells us to try this strategy or another strategy. Có những lời chỉ dẫn tốt. There are some words that are good for us. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có những lời chỉ dẫn rất là vô lý. But we also know that out in the world there's a lot of words or guidance that doesn't make any sense. Vì chúng ta biết rằng chúng ta không có sức để có thể thực hiện được. Because we know that we don't have the ability and strength to accomplish what needs to be done. Như vậy chúng ta thấy rất là cần để chúng ta chấm dứt ở chỗ nỗ lực của mình và chúng ta nhờ cậy Chúa. So we have to come to a place where we quit trying to find the solution in our own strength and power, but then we depend on God. Và đừng bà này biết rằng Chúa có thể giúp đỡ cho bà. This woman with the issue of blood knew that God could help her. Chúng ta thấy rằng chúng ta cũng có thể học được từ nơi vua David quyết định rằng ai có thể giúp ông đắc thắng quân thù. When we look at King David's life, we can see that he also acknowledged who was it that could help him to defeat his enemy. Sau khi Chúa ngài bứt phá vào dân Philippines và mang dao trong tay của David. Whenever God helped David to conquer his enemies, which were the Philistines, and brought them into his hands. Thế ông đã đặt tên cái chỗ này để đánh dấu rằng Chúa ngài đã để lại kỷ niệm của sự bứt phá của ngài. David then marked the location by calling it a certain name to remind him of the breakthrough that God gave him. Ông đã đặt tên cho chỗ đó là Baal Perazim. He named that place Baal Perazim. Có nghĩa là Đức Chúa Trời là Chúa của sự bứt phá. And this means that my God is the God of breakthrough. Ông đã học được một điều mới về Đức Chúa Trời. He was able to learn something new about God that day. Ông kinh nghiệm được sự bứt phá từ nơi Chúa. He experienced breakthrough in God. Cho nên ông nhận biết được rằng Chúa là Chúa của sự bứt phá của ông. So then he came to know God as the God of his breakthrough. Vì Đức Giê-hô-va đã đánh vỡ kẻ thù tôi trước mặt tôi khác nào như nước chảy. Because Jehovah had conquered his enemies according to the way that water flows on the earth. Và chúng ta thấy rằng chúng ta biết về nét này của Chúa. We know of this aspect of God. Và tôi hy vọng rằng anh chị em cũng sẽ kinh nghiệm nét này về Chúa của chúng ta. And I hope that you are able to experience this part of God as well. Và trong lĩnh vực này, Chúa ngài mang lại sự bứt phá để nâng người Chúa ngài sức giàu lên. Because in this part of his personality of breakthrough, he lifts up his people. Bởi vì người này đã đặt lòng tin nơi Chúa lên một vị trí cao hơn. He sees that his believer, the child of God, lifts God up greater than the circumstances or challenges. David đã kinh nghiệm Chúa trong mức độ này. David experienced God in this way. Và ông đã xác nhận đấng có thể giúp đỡ ông là Đức Chúa Trời toàn năng của ông. And he admitted that God, the God who could help him is the Almighty God. Và chúng ta thấy rằng điều này đến qua kinh nghiệm của ông trong ơn Chúa. And we see this happen through the experience that David had with God. Chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa ngài bứt phá trong đời sống của mình khi chúng ta kinh nghiệm Chúa là Chúa của sự bứt phá. We can experience and have God be our God of breakthrough when we have breakthrough in him. Những người đàn bà này đã xác nhận và tự nghĩ trong lòng. As this woman with the issue of blood admitted in her heart and spoke with her words. Nếu ta chỉ rờ được đến áo của ngài thì ta sẽ được lành. If only I may touch his clothes, I shall be healed. Bà nghe về Chúa Giêsu. She heard about Jesus Christ. Chắc chắn là nghe những phép lạ Chúa ngài đã làm. Surely she heard about all the miracles that he had done. Bà đã đặt lòng tin nơi Chúa. And she put her faith in him. Và bà đã quyết định một điều. And she decided one thing. Nếu bà chỉ có thể đến gần và rờ được áo của Chúa, she said to herself, if only I could touch his garment, thì bà sẽ kinh nghiệm được sự bứt phá, được sự chữa lành. Chúng ta cảm ơn Chúa vì gương của bà tại đây. So we thank God for her example that she set for us. Và bước thứ tư chúng ta thấy tại đây là không để hoàn cảnh ngăn cản mình. And the fourth step is to refuse to be denied by our circumstances. Câu số 27 chép người đã tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo của ngài. When we look at Mark chapter 5 verse 27, the word of the Lord says, when she heard about Jesus, she came behind him in the crowd and touched his garment. Chúng ta thấy bà không để đám đông ngăn cản mình. This woman did not allow the crowd to hinder her from getting to Christ. Theo như Kinh Thánh mô tả cho chúng ta biết tình trạng sức khỏe của bà ở các câu Kinh Thánh trên. The Bible tells us in the verses previous her condition, her health. Bà đã chịu bị mất huyết trong vòng 12 năm. She had the issue of blood for 12 years. Chắc chắn rằng bà rất là khó khăn trong việc đi đứng. Surely it was difficult for her to stand and to walk. Nhưng mà đây chúng ta thấy phải chen vào giữa đám đông là một điều rất là khó. But here we see that she had to push herself through the crowd, which is very difficult. Nhưng mà vì bà đã có một đức tin rõ ràng từ nơi Chúa mà bà không để cho hoàn cảnh ngăn cản mình. But because this woman with the issue of blood had strong faith in Jesus Christ, she didn't allow the crowd to stop her. Bà không để đám đông ngăn cản chính mình nhưng cứ tiếp tục lấn vào ở giữa đám đông để tìm gặp và rờ được áo của Chúa. She didn't let humans or man block her way to Christ. She kept pushing through to seek him, to find him. Và bà cũng không để cho cái tình trạng yếu mọn không còn sức lực bao nhiêu của bà ngăn cản bà. She also did not allow her weakened state of physical being hinder her from getting to Christ. Nhưng mà bà bằng hết tất cả những sức lực mình có được để tiến tới hầu có thể rờ được áo của Chúa. But with everything that she had in her, every last bit of strength, she reached out to touch the garment. Bà cũng không để cho luật lệ ngăn cản bà. She also didn't allow the laws of man to stop her. Và chúng ta biết rằng trong luật của Cựu Ước, khi người đàn bà bị bệnh mất huyết, thì khi bà chạm đến ai người đó sẽ bị ô uế. Because according to the laws of the Old Testament, anybody, particularly a woman with the issue of blood, whoever that they touched, that person became impure. Unclean. Và chúng ta thấy ở tại đây người đàn bà này có thể bị ném đá khi bà cố tình rờ đến những người khác, và để những người khác chạm đến mình, bà làm cho cả đám đông bị ô uế. And it was very possible if people found out that she tried to touch Jesus Christ's garment while having the issue of blood, that she could be stoned to death as a punishment. Và chúng ta thấy rằng luật lệ cũng không cản được bà. So we see here that even the laws of man did not stop her from reaching out to Christ. Bà vươn tới để tìm cho được cái sự bứt phá của kinh nghiệm của sự chữa lành của mình. She pushed forward with all that she had so that she could receive the breakthrough that she longed for. Và chúng ta thấy tại đây Đức Chúa Giêsu đã trân quý và ban thưởng cho đức tin của bà. And we see here that Jesus Christ treasured her heart and he rewarded her. Và chúng ta thấy tại đây một điều phước hạnh mà chúng ta có thể suy nghĩ tại đây. And there's something such a great blessing that we can ponder upon today. Đó là bà không thể làm cho Đức Chúa Giêsu ô uế được. There's no way that she, the woman with the issue of blood, could cause Jesus Christ to become unclean. Bởi vì khi tay của bà vừa chạm đến áo của Chúa thì lập tức quyền năng của Chúa đã tràn vào chữa lành thân thể của bà. Because immediately when she touched the garment of Christ, the power of the Lord came upon her. Đây là điều mà Chúa Ngài trân quý và Ngài đã ban thưởng đức tin cho bà. And this is something that Jesus Christ treasured and rewarded in her faith. Chúa Ngài đã gọi bà là con gái của ta. He says to her, "Oh my daughter, đức tin của con đã cứu con." Your faith has made you well. Người đàn bà này đã nhận được phép lạ qua đức tin. This woman with the issue of blood received her miracle by faith. Bà không để bất cứ điều gì ngăn cản bà. She didn't allow anything to hinder her. Cũng vậy anh chị em yêu dấu. In the same way, my brothers and sisters. Phép lạ và sự bứt phá sẽ đến với anh chị em qua đức tin. And your breakthrough will come by your faith. Đức tin của anh chị em sẽ thu hút phép lạ và sự bứt phá. Your faith will draw the breakthrough and miracle from God. Đây là điều hết sức là quan trọng mà chúng ta học được trong ngày hôm nay. And this is very important for us to learn today. Chúa Ngài yêu thương chúng ta. That God loves us. Ngài sẵn sàng để đem lại sự bứt phá. To bring breakthrough in our lives. Có một kho chứa của tất cả quyền năng của Chúa sẵn sàng để tuôn đổ ra. Of the power of God that's ready to flow out into your life. Khi chúng ta nắm bắt và sử dụng chiếc chìa khóa của đức tin. But it's whenever we're able to grab hold of and use the key of faith. Điều này sẽ mở khóa cho chúng ta nhiều lĩnh vực trong đời sống. This is going to give us access to many things in our lives. Không chỉ là sự chữa lành như trường hợp của người đàn bà. Not just with healing like with the woman with the issue of blood. Nhưng mà mọi mặt trong đời sống của chúng ta. But in every facet of our lives. Từ sự tiếp trợ cho đến những điều mà Chúa Ngài có thể bảo vệ chúng ta. To protection in Christ. Và chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. And we can experience blessings in God. Khi chúng ta sử dụng chiếc chìa khóa của đức tin. Whenever we use the key of faith. Chúng ta sẽ mở được phép lạ. We'll be able to unlock miracles. Chúng ta có thể mở được sự bứt phá. We'll unlock breakthrough. Khi chúng ta nhận biết. Whenever we know. Nan đề của chúng ta. Our issue. Và mục tiêu của chúng ta muốn nhận được điều gì? And what is it that we want to receive? What kind of breakthrough we need? Ai là người chúng ta tin cậy? And who is the one that we can depend on to give us that breakthrough? Và chúng ta đặt đức tin nơi ai? And who are we putting our faith in? Để chúng ta có thể kinh nghiệm được sự bứt phá và phép lạ trong đời sống. So that we can experience miracles and breakthrough in our lives. Và quan trọng là không bao giờ để cho hoàn cảnh cũng như là đám đông ngăn cản chúng ta nhận được sự bứt phá của mình. And it's so important that we don't let anything hinder us to receiving our breakthrough, whether it be man or laws or circumstances. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của sự bứt phá. Our God is a God of breakthrough. Ngài có quyền để có thể đem lại sự bứt phá cho đời sống của chúng ta. He has the power to give us the breakthrough miracle that we so long for. Trong trường hợp này chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu không đi tìm người đàn bà này để đem lại sự bứt phá cho bà. In the story, we can see that Jesus Christ wasn't searching for the woman with the issue of blood. Nhưng mà chính đức tin đã khiến cho người đàn bà này đến với Chúa. But it is the faith of the woman that brought her to Christ. Và chính đức tin là chìa khóa bà đã mở ra được kho chứa. It is through her faith that she had the key to unlock the storehouse of God's power. Làm cho quyền năng lưu xuất ra từ Chúa Giêsu đi chạm đến và đáp ứng nhu cầu của bà chữa lành. The power of Jesus Christ to leave him and touch her. Anh chị em hãy sử dụng chìa khóa của đức tin. So my brothers and sisters, use your key of faith. Hãy nhớ Chúa Ngài ban thưởng cho những người đến với Chúa trong đức tin. Remember that God rewards those who come to him in faith. Và khi chúng ta nắm bắt chìa khóa của đức tin. And whenever we can grab hold of this truth, chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự bứt phá trong đời sống của chúng ta. You'll experience miracles and breakthrough in your life. Xin Chúa Ngài ban phước trên chúng ta. May God bless you. ngay trong thời gian này. And in this time, nếu anh chị em có những nhu cầu cần được bứt phá trong đời sống, if there's any need in your life that needs a breakthrough, hãy đến với Chúa. Come to the Lord now. Hãy đặt đức tin nơi Ngài. Put all of your faith in Him. Sự bứt phá lớn nhất mà chúng ta cần. The greatest breakthrough that we need. Nếu có ai nghe bài giảng hôm nay, if there's anybody here listening to the sermon today, anh chị em chưa có Chúa trong đời sống. And you have yet to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Anh chị em đối diện với những thách thức ở trong đời sống về tội lỗi. And you're facing the challenges, the tests of life, even when it comes to sin. Sự cứu rỗi của Chúa sẵn dành cho chúng ta. Salvation is ready and in store for you. Hãy nắm bắt chìa khóa của đức tin. So grab hold of the key of faith. Tin rằng Chúa Giêsu Ngài đã chịu chết trên thập tự giá. Jesus Christ died on the cross for you. Để đền nợ tội cho chúng ta. To pay for your price, pay the price for your sin. Để chúng ta có thể được tha thứ. So that you could receive forgiveness. Để chúng ta có thể được sự cứu rỗi. So that you can receive salvation. Để chúng ta có thể được đổi mới. And so that you can be transformed. Và bởi quyền năng cứu rỗi của Chúa. And by the saving power of God. Sẽ cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và điều dữ. Will save you from your sin and your bad habits. Và nguyện xin Chúa Ngài ban phước. So may God bless you. Những chị em mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. If you open your heart today to receive Jesus Christ as your Lord and Savior. Đến với Chúa và thưa với Chúa lời cầu nguyện như thế này. Come to the Lord and you can pray a prayer like this. Lạy Chúa, con là một tội nhân. Father God, I'm a sinner. Con có nhiều lỗi lầm trong đời sống. I have a lot of things that are wrong in my life. Con cần một sự bứt phá. I need a breakthrough. Con cần đắc thắng được những tội lỗi này. I need to overcome all of this sin. Con cảm ơn Chúa vì con nghe về Chúa Giêsu. I thank you God because I'm hearing of your truth. Về quyền năng cũng như sự cứu rỗi của Ngài. About the power of Jesus Christ. Con xin tiếp nhận sự cứu rỗi của Chúa. And I want to receive salvation in you God. Xin Chúa sử dụng máu huyết của Ngài. So would you take your blood, rửa sạch tội lỗi của con, and cleanse me of my sin. Và kể từ giờ phút này, and from this moment on, xin bước vào cuộc đời con. Would you come into my life, làm cứu Chúa và làm chủ, to be my Savior as well as my Lord. Xin ban Thánh Linh của Ngài. Would you give me your Holy Spirit, để biến đổi con, to change my life, trở nên con người, to become a person, có sự sống vừa lòng Chúa, that has a life that is pleasing to you. Con cảm ơn Chúa. I thank you God. Và con thành kính cầu nguyện. And I pray all these things trong danh Chúa Giêsu Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Nếu bạn làm điều đó, chúng tôi xin chúc mừng bạn. So if you've done this today, said that prayer, we want to rejoice with you and we want to celebrate with you. Và đối với các con cái của Chúa có những nan đề cần được bứt phá trong đời sống. And for those believers that need breakthrough in their lives, hãy đặt lòng tin nơi Chúa. Put your faith in God. Chúa của chúng ta là Chúa toàn năng. Our God is an almighty, all-powerful God. Ngài là El Shaddai của chúng ta. He is our El Shaddai. Ngài là Chúa toàn năng của chúng ta. He is all-sufficient. Ngài có quyền để có thể đáp ứng nhu cầu chúng ta. He has the power to meet your need. Và Ngài cũng cho chúng ta chiếc chìa khóa. And He gives you the key. Đó chính là đức tin của chúng ta. And that is your faith. Hãy học theo gương người đàn bà này. So follow according to the example that this woman set. Nghe nói về Chúa Giêsu. You hear about Jesus Christ. Chúng ta nghe qua sứ điệp này. We hear about Jesus Christ through this sermon. Chúng ta cũng đã nghe lời của Chúa. We hear the word of God that we study today. Đó là Chúa có thừa quyền năng để đáp ứng nhu cầu của chúng ta. Is that God has more than enough power to meet our needs. Và chúng ta chọn đặt lòng tin của chúng ta nơi Chúa. Then you can choose to put your faith in Him. Như người đàn bà này đã tự nghĩ và nói. Just as this woman with the issue of blood thought and said. Nếu ta có thể rờ được đến áo của Ngài. If only I could touch His garment. Thì ta chắc chắn sẽ được lành. I shall be made well. Anh chị em hãy đến với Chúa trong. So my brothers and sisters, come to the Lord now. Dâng cho Chúa năng đề của mình. Give Him your need, your issue. Và bởi đức tin đưa tay ra để đón nhận. And by faith, take your hand, put your hand out to receive His power and His saving grace. Bởi lời cầu nguyện này chạm đến Chúa. So let your prayers touch God. Lạy Chúa, con cần sự giúp đỡ từ nơi Chúa. God, I need your help. Con cần một phép lạ từ nơi Ngài. I need a miracle in my life. Xin Chúa can thiệp vào hoàn cảnh của con. Will you intervene in my situation? Để con có thể kinh nghiệm được phép lạ và sự bứt phá. So that I can experience a miracle and breakthrough. Con cảm ơn Chúa. I thank you God. Và con thành kính cầu nguyện. I pray all these things. Trong danh Chúa Giêsu Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Chúa ban phước cho anh chị em. So may God bless you my brothers and sisters. Nắm bắt chìa khóa này. Grab hold of this key. Để chúng ta sẽ mở kho tàng phước hạnh của Chúa. So that you can have access to the storehouse of God. Vì Chúa yêu thương chúng ta. Because God loves us. Vì Chúa toàn năng. Because He is almighty. Ngài chẳng những sẵn lòng. He's not only ready and willing. Mà thừa quyền năng. But He has more than enough, all sufficient. Để đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. He has all sufficient power to meet your need. Chúc bình an. God bless you in peace. Gặp lại anh chị em trong buổi thờ phượng sắp đến. We will see you in our next worship services. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.